Chiều 17 tháng 8, một chiếc ô tô khách bị lật trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Pưng, tỉnh Gia Lai, khiến 18 người phải nhập viện cấp cứu, nhiều người bị đa chấn thương. Chiều 17 tháng 8, ông Nguyễn Minh Tứ, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Chư Pưng, tỉnh Gia Lai cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày. Ô tô khách mang biển kiểm soát 47B01905 di chuyển trên quốc lộ 14 hướng đi Gia Lai, Đắk Lắk khi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Tao Co, xã La Ròng, huyện Chư Pưng, tỉnh Gia Lai thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Chiếc xe khách bị lật xuống sát mép đường quốc lộ 14. Vụ tai nạn khiến cho 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó nhiều người bao gồm cả 4 trẻ nhỏ bị đa chấn thương, gãy tay, chân. Riêng người đi xe máy bị đa chấn thương khá nặng. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc thì công an huyện Chư Pưng đã cử lực lượng đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa những nạn nhân đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân. Ngày 17 tháng 8, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một sản phụ ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải được bác sĩ đỡ đẻ ngay ven đường với lời chúc mừng khi sản phụ đã may mắn khi gặp đúng người, đúng thời điểm. Theo đó, bác sĩ Giàng A Vinh hiện đang công tác tại trạm y tế xã Nậm Khắt là nhân vật chính trong câu chuyện trên. Bác sĩ Vinh khiêm tốn nói, đó là công việc của tôi. Trong hoàn cảnh như vậy thì chắc chắn bác sĩ nào cũng sẽ làm như vậy. Được biết, sự việc xảy ra trên con đường từ trung tâm Mù Cang Chải đến xã Nậm Khắt khoảng 40 km. Bác sĩ cho biết thông thường anh sẽ được nghỉ vào thứ bảy, nhưng do hôm đó có công việc nên mới đi qua đoạn đường này. Khi đi qua được khoảng 20 km thì bác sĩ Vinh nhìn thấy một cặp vợ chồng đang nằm trên đường cạnh chiếc xe máy. Mặc dù người chồng không truy hô nhờ giúp đỡ, thế nhưng bằng kinh nghiệm của bác sĩ vùng cao, anh đã dừng lại để xem xét tình hình. Bác sĩ Vinh nói khi kiểm tra đã thấy đầu đứa trẻ cần phải lập tức đỡ đẻ để an toàn cho cả mẹ và bé. Lúc này thì anh hướng dẫn sản phụ lấy hơi để dặn đẻ, hô hoán người dân gần đó tìm kéo đun nước để ngâm nóng rồi chuẩn bị khăn xô. Bác sĩ cũng cho biết thêm đứa trẻ là con trai nặng gần 3 kg. Sau ca đỡ đẻ kéo dài khoảng 25 phút thì bác sĩ Vinh nán lại theo dõi tình hình của hai mẹ con rồi hướng dẫn gia đình đưa xuống bệnh viện để kiểm tra. Được biết sản phụ sinh con lần 2 và cũng trú ở xã Nậm Khắt nơi anh đang công tác. Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm nay nằm ở mức từ 25,08 đến 35,8 trên 40, cao nhất là ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Trong 26 ngành trong chương trình đào tạo, hai ngành lấy điểm từ 35,43 trên 40 trở lên. Với điểm ngoại ngữ nhân hệ số 2, ngành ngôn ngữ Trung Quốc lấy 35,8 điểm, tăng 0,05 điểm so với năm trước. Cũng với mức tăng tương tự, ngành ngôn ngữ Anh xếp thứ 2 lấy điểm chuẩn là 35,43 điểm. 4 ngành lấy trên 34 điểm gồm ngôn ngữ Trung Quốc tiên tiến, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Hàn Quốc. Trong số các ngành dạy bằng tiếng Anh của trường Đại học Hà Nội tính theo thang 30 không nhân hệ số, ngành công nghệ thông tin dạy bằng tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 24,17 điểm. Năm 2024, trường Đại học Hà Nội dự kiến tuyển sinh 3.300 sinh viên, tăng gần 200 sinh viên so với năm ngoái. Ngoài phương thức xét tuyển kết hợp, trường còn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 5% tổng chỉ tiêu và xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với 50% tổng chỉ tiêu. Học phí năm tới của Đại học Hà Nội từ 720.000 đồng đến 1.580.000 đồng một tín chỉ. Tùy chương trình, sinh viên cần hoàn thành 145 đến 152 tín chỉ để tốt nghiệp. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 17 tháng 8 tại trung tâm thương mại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm bạn trẻ đang ngồi đợi xếp hàng để săn Labubu. Labubu là con quái vật răng thỏ với đôi tai dài, nụ cười tinh nghịch. Đây là một nhân vật đồ chơi nổi tiếng được sáng tạo bởi nghệ sĩ Hồng Kông Ca Sinh Lung. Tại Việt Nam thì Labubu đang được giới trẻ săn lùng dẫn tới tình trạng khan hiếm hàng. Việc sưu tầm quái vật răng nhọn Labubu càng nhộn nhịp hơn khi nhiều người nổi tiếng sở hữu quái vật thỏ này. Mong muốn chip moment với thần tượng Lisa nhóm Blackpink, Đông Phương, 26 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chi cả triệu đồng để tạo một bé Labubu QQQ version 2 từ người trung gian. Giá gốc trên trang bán hàng điện tử là 380.000 đồng. Song từ khi nhiều thần tượng lăng xê, em quái vật này càng khó mua. Mỗi đợt lên sàn chỉ sau vài giây đã bán sạch sẽ. Sau khi nghe tin cửa hàng bên trong trung tâm thương mại mở bán lại một số mẫu Labubu hot, nhiều bạn trẻ không quản ngại mang chăn, chiếu, gối đến từ tối hôm trước sang sáng hôm sau để mua bằng được món đồ chơi này. Mỗi người sẽ được mua 2 món đồ bất kỳ. Trong khi đó, 20 người đến sớm nhất đứng trong ô màu đỏ sẽ có quyền được mua bất kỳ món đồ nào mà mình yêu thích mà không sợ thiếu hàng. Để xác suất mua được Labubu tăng cao, nhiều người đã đến từ chiều hôm trước, họ mang theo đồ ăn, trái cây, trải chiếu, áo mưa, ra ngủ hoặc giữ chỗ.
Mới đây, dự thảo nghị định quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc nhằm hướng dẫn luật đường bộ vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, dự thảo nghị định gồm 4 chương, 13 điều, quy định điều kiện, thời điểm thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc và một số nội dung khác. Dự thảo nêu rõ, việc thu phí chỉ được thực hiện sau khi tuyến cao tốc được thiết kế đầu tư xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan. Công trình đường cao tốc đã hoàn thành thi công xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng theo quy định pháp luật về xây dựng. Với mức phí đề xuất tại dự thảo nghị định, dự kiến sau khi triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc đang khai thác, dự kiến số phí thu được là 3.210 tỷ đồng trên một năm. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phục hồi và phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm 2024, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất Quốc hội Chính phủ thêm chính sách về miễn giảm, gia hạn các khoản thuế phí. Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả nổi bật, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn được đảm bảo. Bên cạnh đó, những kết quả tích cực về tình hình sản xuất, kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn, tiếp cận vốn tín dụng còn khó khăn, thị trường bất động sản bước đầu ổn định nhưng khó khăn, vướng mắc còn chậm được giải quyết. Do vậy, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất Quốc hội Chính phủ cần ban hành thêm các chính sách về miễn giảm, gia hạn các khoản thuế phí, tiền thuê đất, xem xét lại cơ cấu nợ, gia hạn nợ cho các doanh nghiệp, cũng như lưu ý hơn tới các thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với các khoản vay với lãi suất thấp. Ngày 17 tháng 8, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh đoạn video clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên bất chấp nguy hiểm nằm dài trên chiếc xe máy và chạy vào làn ô tô, khiến người đi đường ở thành phố Hồ Chí Minh bức xúc. Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin về nhóm thanh niên chạy xe máy vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hướng công viên Gia Định đi cầu Bình Lợi. Bất ngờ hai thanh niên trong nhóm tăng tốc nằm dài trên yên xe, so kè cùng nhau rồi mất hút giữa làn xe cộ đông đúc. Ngày 17 tháng 8, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thông tin đơn vị đã nắm được sự việc hai thanh niên nằm dài trên xe máy chạy vào làn ô tô ở đường Phạm Văn Đồng và đang xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Nơi diễn ra các màn tạo dáng nguy hiểm trên xe máy của nhóm thanh niên được xác định là khu đô thị Thủ Thiêm. Công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc và xác định các tài khoản đăng tải clip nói trên là Facebook Cường Hạo Thiên và kênh YouTube Cường Vlog của Dương Quốc Cường. Công an đã mời Cường và những người có liên quan như là Hoàng Anh Trung, Thanh Xuân Trường lên làm việc và tạm giữ để xử lý. Nhóm của Cường thừa nhận hành vi và khai báo do muốn thể hiện bản thân nên quay clip lên mạng xã hội để nhiều người biết đến.